Xin chào thầy và các bạn, mình là Hoàng Nhi đến từ lớp IGH44 anh văn chuyên ngành thầy Nguyên. Hôm nay mình sẽ giải cái câu mà thầy đã giao cho mình. Câu hỏi của mình là the patient is found to have a displaced fracture of the right femur and a traumatic rupture of the femoral vein and require extensive debridement of the stump. He remained coagulopathic and hypothermic. Damage control resuscitation DCR is indicated. Appropriate statement regarding this process of care include. Thì tạm dịch là bệnh nhân này được phát hiện là gãy xương đùi bên phải và đứt tĩnh mạch đùi, đòi hỏi là phải cắt lọc mõm cụt. Ông ta thì có rối loạn đông máu và hạ thân nhiệt. Hồi sức kiểm soát tổn thương DCR thì được thực hiện. Vậy thì những cái câu sau đây thì câu nào sẽ phù hợp về cái quy trình chăm sóc này? Đầu tiên sẽ là câu A. Câu A là stump debridement is delayed until the patient's physiology improves. Câu này thì là sai, bởi vì nó tạm dịch là cắt lọc mõm cụt thì bị hoãn lại cho đến khi mà sinh lý của bệnh nhân được cải thiện, bởi vì nó không có liên quan đến quá trình chăm sóc DCR. Thì cái DCR này á, nó được định nghĩa khái quát như thế này. Mình sẽ để cái đường link này trong cái bài đăng. Tạm dịch là nó là một cái liệu pháp mà để kiểm soát tổn thương một bằng cách là tiếp cận những cái bệnh nhân mà có những cái tổn thương rất là nặng, tiếp cận sớm để họ có thể sống sót được, trong khi tránh những cái tình huống mà có nguy cơ xấu làm cho tình trạng của bệnh nhân tệ hơn và có thể dẫn đến cái bộ ba chết người, đó chính là hạ thân nhiệt, rối loạn đông máu và nhiễm toan. Thì mình sẽ để đường link cái này ở phía dưới cho các bạn. Tiếp tục là câu A sai rồi, bây giờ sẽ là câu B. Câu B là DCR requires hemodynamic stability before starting surgery. Là đòi hỏi, cái DCR này đòi hỏi cái sự ổn định huyết động lực trước khi mà bắt đầu phẫu thuật. Thì câu này cũng là sai, bởi vì bản chất của cái DCR này là giúp cho bệnh nhân hồi phục được cái thể tích máu mà mất đi, nhằm nhanh chóng khôi phục được cái sự ổn định sinh lý cho bệnh nhân. Vì vậy cái việc mà ổn định huyết động lực này á, nó là kết quả của cái DCR này đem lại, chứ không phải là điều kiện để thực hiện cái quy trình này. Tiếp tục đến câu C. Câu C là a massive transfusion protocol with a high ratio of fresh frozen plasma to pack red cells is used. Thì cái câu này tạm dịch là một sự truyền máu lớn với cái tỷ lệ cao của huyết tương tươi đông lạnh so với cái hồng cầu lắng thì được sử dụng. Câu này là đúng, bởi vì huyết tương tươi đông lạnh thì nó chứa hầu hết các yếu tố đông máu, chứa các albumin, immunoglobin, và việc truyền huyết tương tươi đông lạnh này nó sẽ giúp cho bệnh nhân tránh được những cái rối loạn về đông máu. Mà mục đích của DCR này cũng chính là giúp cho bệnh nhân tránh được cái rối loạn đông máu này. Theo như cái bài báo mà mình tìm được, cùng như cái bài báo hồi nãy, thì nó có nói là nếu truyền một cái lượng lớn hồng cầu thì sẽ, hồng cầu lắng này thì sẽ có thể làm trầm trọng thêm cái tình trạng rối loạn đông máu và có thể dẫn đến những cái tình huống không thể chữa khỏi do cái bộ ba hồi nãy mình đã nói gây ra, là hạ thân nhiệt, rối loạn đông máu với nhiễm toan. Vì vậy câu này là đúng. Tiếp tục đến câu D là in contrast with concurrent management, sequential control of the airway, breathing and circulation as described in the ATLS guidelines should still be followed. Thì câu này tạm dịch là ngược lại với cái việc điều trị đồng thời đó thì vẫn nên tuân thủ kiểm soát tuần tự là đường thở, hô hấp và tuần hoàn, như là đã được mô tả trong cái ATLS này. Mình cũng sẽ để cái đường link của cái file này lên cho các bạn xem. Đây là cái tuần tự mà bài đã nhắc tới.
Và cuối cùng là cái câu E này là arterial blood gases and the rotum reserve guide fluid resuscitation during DCR. Thì nó là khí máu động mạch và cái kết quả rotum này nó hướng dẫn phục hồi thể dịch trong suốt cái quá trình DCR. Thì cái câu này là đúng, bởi vì khí máu động mạch cùng với cái rotum này, cái rotum này là cái sử dụng hệ thống phân tích độ đàn hồi cục máu, thì được dùng để chẩn đoán cũng như là định lượng tình trạng đông máu của bệnh nhân, phản ánh những cái kết quả sinh lý học khác nhau, và đồng thời nó cũng có thể giúp mình đánh giá được cái kết quả mà DCR mang lại như thế nào. Thì vậy là đáp án đúng là CDE. Ba câu này. Cảm ơn các bạn đã xem.